Ngày 2 tháng 10 tại huyện đảo Phú Quý, huyện Bình Thuận tỉnh Bình Thuận đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý. Dự án khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảo Phú Quý giai đoạn 1 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 544,5 tỷ đồng. Diện tích mặt nước khu neo đậu là 55,9 ha. Công trình bao gồm hai hạng mục xây lắp, đê chắn sóng phía đông dài 735 m và đê chắn sóng phía tây dài 952 m và phao neo tàu. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu trăm một nghìn tàu cá có công suất đến sáu trăm cv của tỉnh bình thuận và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản ngư trường nam trung bộ trường sa dk 1 và neo đậu tránh chú bão giảm thiểu thiệt hại về người tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia nhằm chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ 14 bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm